Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, trở lại với câu chuyện của ngày hôm nay đi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải phá đâu đó khoảng 2.100 tỷ. Bác chủ thì bác ấy không biết build cái đội hình gì cả. Hôm nay MC đá hay là một hình MC mạnh nhất tầm tiền được không nhỉ? Rồi, 2.000 tỷ này tôi nghĩ là một số tiền cũng có thể nói là tầm trung. Vào thời điểm lại chỉ ở mức tầm trung thôi. Để anh em build một đội hình mới. Ngày hôm nay tôi sẽ build một đội hình của Manchester City để ủng hộ dạy cho người hàng xóm của MU sẽ có thể chạm một tay vào chức vô địch. Rồi, chúng ta sẽ đến với hàng công của Manchester City này. Rồi, hiện tại đang có hai cái lựa chọn dành cho tôi là Erling Haaland của mùa FC và 23U. Mùa này chân 54, mùa này cũng chân 54. Haaland không ngon à, thế bỏ nhá. Tevez này có mua được không? Tevez bé quá khó mua đấy. Haaland UT á? À, Haaland UT cái gì đấy? Tư vấn nó kỹ giúp tôi cái đi. Con này đầu tàu có vẻ hợp lý rồi đấy nhỉ. À, chạy nhanh mà 121 mà tốc độ đầy đủ. Ok, hàng tiền vệ này anh em ơi. Chúng ta sẽ lựa một vài những con hàng có vẻ cháy phố nhá. Lampard là một món quà luôn này. Lampard có 300 tỷ, cực kỳ là rẻ rúm luôn. Kevin thì có một mùa 22U này cũng là tuyệt vời này. Nhưng mà 400 tỷ nghe chua nhỉ. Cố à? Cố con này à? Cố con này tầm 400. CB đã nhá, làm hai con CB đã nào. Ruben Dias, còn Dias này mùa này chỉ số to ấy chứ, 117 tốc độ này. Alcanzi, món quà luôn này, Alcanzi cũng món quà luôn này. Hãy làm quả đỏ thằng đá đi nhỉ, mấy khi tôi đá thằng đá này đâu. Alcanzi có cả mùa 22U này, 22U6, ủa nó chạy nhanh ấy nhỉ. Có vẻ 22U6 nghe thơm hơn đấy, lương tốt hơn, mà chạy lại nhanh hơn. Món quà đấy, 22U bao tiền? 150 cơ à? Chua nhỉ, 150 hơi chua nhỉ. Sao lòng con Dias là đẹp, nghĩ là con Dias này là đẹp này, 200 tỷ. Alcanzi này tầm 80 thôi, giữ tiền mua vị trí khác là hợp lý hơn. Thực ra mùa kia cộng 6 cũng là hay đấy. Nếu mà đánh giá, tôi nghĩ đánh giá là ok hơn. Nhưng mà cái tầm tài chính hơn 100 tỷ mua này tôi thấy là hơi cao. Bây giờ thì chúng ta có mỗi con tiền đạo thôi, bây giờ cần 3 con hỗ trợ nữa. Rory 23, Totti à? Không, mẹ lấy Touré đi nhỉ. Đá mẹ all in mà sợ cái đeo gì cái đội này. 70, ngon bổ rẻ. Lên quả sườn cho anh em đây. Rồi, Kevin Lampard, hai thằng hai chân 55 đóng vỡ đầu đội bạn luôn. Lampard DC, hai con tuyến giữa nhìn chiến nhỉ. Touré ở đây nhá. Rồi ba thằng này nhá. Định là Erling Haaland đây này. Erling Haaland FC đi. Rồi, đẹp chưa? Ở bên này thì chúng ta sẽ có là Stone đi. Lâu lâu tôi chỉ đá Stone nên tôi hay là Dias trước đã. MC hòa hai đều à? Mấy anh em phan pháo rồi, đúng phan pháo rồi, nghe câu là đúng phan pháo rồi. Cánh này lấy ai đây nhỉ? Thằng Foden đâu nhỉ? Tôi thích thằng Foden cánh này quá anh em ơi. Foden HG à? HG 6 à? Mấy mùa này nghe chớ quá nhỉ? Đéo ăn thua. Đôi cánh này định làm con rách quá. Rách tầm tiền này thì cũng hơi chớ con Totti này nhỉ? Hay là con Mahrez này đá thử nhỉ? Mahrez có mùa UT này, thương đội yêu thương á. Foden à? Foden thì thực ra cũng không có nhiều mùa anh em ạ. Foden mà bây giờ mua anh em chỉ mua được con HG này, HG 6 này. HG6 cũng không phải là một lựa chọn tệ đâu, con này đá khá là hay nhá. Alvarez này chạy cánh được ấy chứ nhở, phải tốc ngon thế nhở. Hay là Alvarez đá một cánh đi nhở, có 243 tỷ thôi. Cái mẹ con Alvarez này đá này anh em này, mua được anh ạ. Alvarez đi, Alvarez này cho đá CF hợp lý luôn. Tôi đá bộ hình 4-1-2-3 bó hẹp anh ạ. Đó, Alvarez vào đây đi. Hay lấy mẹ Foden nhở, Foden 6 tôi nghĩ là món quà đấy. Foden này giá ngon này, 200 tỷ. Sau đó anh em mua với chị còn lại chỉ còn 200 tỷ thôi. Foden 6 đá hay lắm. Foden, Mahrez và Erling Haaland. Mê luôn cặp này. Rồi sau đó cân cánh thử em nào. Thử cân lại đôi cánh xem có ổn không nữa nhá. Cánh hình như con 8 Gvardio, con ấy khá là ngon đấy. Gvardio 850. Ít tiền thế nhỉ. Thử nhá. Gvardio này vào đây chạy 130 là quá ngon luôn, 18 rồi. Tôi sẽ cho hai cánh nó khỏe khỏe một tẹo anh em ạ. Gvardio bên này là đúng một món quà rồi anh em ấy. Đúng món quà luôn mà. Sau đó thì là con Walker ạ. Thử xem lại nhá, DM này. Marfell à? Thải bé quá nhỉ. Cộng 8 có vẻ hơi chớ anh em ơi. Walker đúng món quà đấy chứ. Walker lấy mùa E21 này là được rồi này. BTB săn con 6 và con 5 thôi là được rồi. Lấy mùa này 30. Walker thì là đẹp nhất anh em ạ. Cancelo này. Cancelo thì khó săn đấy. Walker trong mùa này mua được anh ạ. 6 tỏi thằng này 11 tỷ mua được. Thử Walker ở đây nhá. Còn 13 lương à? Tính ra Man City để cân lương thoải mái phết đấy chứ.
13 lương quay đầu. Nếu mà thích thì anh em chơi con mùa thường của Edison là xong. Lương 13 quay đầu không thiếu luôn đấy. Capers Mason. Ủa, chơi luôn của huyền thoại luôn mà. À, không phải thằng này thằng con. 10 tỷ. Scan 10.000 đồng. Arsenal hôm qua build về đủ. Món quà luôn mẹ, sinh ra để vào đội hình này thôi mà anh em. Tôi nghĩ là chỉ cần thế này thôi anh em ơi, đội hình này công thủ toàn diện luôn đấy. Thằng này cố lên cộng 6 thì cố hùng thôi nhá. Nói thật với anh em, đây là một món quà của đội hình này. Không còn cái gì nó là tuyệt vời hơn. Này, còn tiền mua Gvardio có đủ không nhỉ? Sợ đéo đủ ấy. Nhìn nó cứ cân cân thế đéo nào. Gvardio E21 mua min chắc là về. Khỏe nhất tầm tiền mà anh em cái chat nhìn là biết rồi mà. Ui mẹ ơi, Walker mùa này còn đéo đủ tiền mua luôn mà. World Cup không hết tiền luôn mà cháy ví luôn đấy. Khó nhở. Trong nhà còn gì không? Nhà mình còn gì không? Mở hết à? 100 thì... Nghe đuối quá nhở. Nhà mình nghe yếu quá anh em, nhà mình lại yếu quá. Phải vừa bán à? Hisai này vừa mua được à? Hay là giảm mẹ con nào đi anh em nhở? Giảm mẹ Gvardio đi nhở? Gvardio mua cộng 7 thôi nhá. Con này mua đi, con này phải mua đấy. Walker phải mua đấy. Mua tạm con cộng 5, cộng 6 vậy nhá. Đá tạm vậy. Cánh mình lưng sau đi. Mình cứ lấy cộng 6 trước vậy. Sau này thì chúng ta có lực thì chúng ta mua sau nhá. Thôi cứ tạm Gvardio đi cho nó có đi anh em nhá. Tôi nghĩ là để tiền mình mua những con hàng cột cán trước đi. Quan trọng là Gvardio thôi mà, con này cũng không đáng bao nhiêu. Cứ mua min 1 tỷ đã nhá. Sau này nó là cộng 8 nhá. Hoặc là giao bài tập về nhà bác chủ đi nhá. Bác làm cách nào thì làm. Cưới giúp em bằng Gvardio này về là được nhá. Một cái bài tập về nhà nhé, để dành tặng bác chủ. Và mọi thứ thì nó rất hoàn hảo rồi. Shop thẻ 365.com, web bán thẻ chiết khấu cao lên tới 7%. Anh em còn có thể đổi cả thẻ cao sang tiền mặt một cách an toàn và uy tín nhất. Link chi tiết dưới phần mô tả. Rồi, sau một ngày trở lại thôi, tất cả những con người của Man City 2.000 tỷ đã về vô cùng đầy đủ rồi. Và đây cũng là một trong những đội hình của Man City cực mát với tầm tài chính 2.000 tỷ mà anh em nào trong form tiền này cần tham khảo, có thể lưu ý. Ba cầu thủ hàng tiền vệ thì cực kỳ hổ báo cáo trồn. Chúng ta có phải là Park DC, có Kevin của mùa 22U, là hai hạng pháo cực nặng ở hàng tiền vệ, đều có hai chân 5 năm và đều có kỹ năng sút xa đỉnh cao anh ạ. Là Park sút xa còn dã man hơn với bộ chỉ số của Kevin luôn anh ạ. Và ngoài ra chúng ta còn có cả Rara Touré của mùa CC. Cao nhất tràng cơm sẽ là Erling Haaland. Ngày hôm qua Haaland cũng rất ngạo nghễ với pha sút penalty của mình. Và đây là mùa giải FC của Erling Haaland. Đây cũng là mùa giải tương đối xịn sò khi mà anh có dứt điểm lên tới 136, tốc độ 130 và lực sút là 130. Hai cầu thủ chạy cánh để hỗ trợ dành cho Haaland trên hàng công. Chúng ta có Alvarez của mùa 23U. Alvarez đây cũng là mùa giải xịn nhất của anh trong con game này rồi. 5 sao kỹ thuật xuất sắc đầy đủ. Và cánh còn lại là Phil Foden, cầu thủ mình cực kỳ thích để chạy cánh anh em nhé. Dáng nhỏ gọn xinh xắn của Foden chạy rất mê. Mùa này thì tăng tốc cũng gần 130 và những bộ chỉ số về dây dắt rất là khéo anh ạ. Đảo xuống hàng thủ chúng ta sẽ có là Akazi, bên cạnh là Ruben Dias của mùa 23U. Đây cũng là cặp trung vệ mà anh em lựa chọn với Man City rất nhiều. Tốc độ của hai con hàng này rất nhanh. Bên phải là Kai Walker và bên trái là Gvardio của mùa E21+8. Mình giao bài tập về nhà anh em làm rất dễ dàng luôn ạ, rất nhẹ nhàng. Vardio E21+8 đã có mặt ở đây. Và Kai Walker sẽ là mùa World Cup cộng 6. Và ở vị trí gác đền, mình đã xúc ngay với mức lương 13 dành cho một vị trí gác đền, thủ thành Capers Mason. Được chưa anh em ơi? Với những con người cùng Man City này sẽ được búp chỉ số chung 3, tầm nhìn 3, chuyền ngắn 3, tim bạc là 2 chỉ số. Chipper Blue 1 cấp này có tầm nhìn 2, lực sút 1 và chuyền ngắn 2 nữa nha anh em nhé. Và thực sự đây là một hình quá đẹp dành cho MC. Và không phải chờ đợi gì, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên của Man City 2.000 tỷ này. Rồi, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên của siêu đội hình Manchester City này. Hình như mình chưa chỉnh huấn luyện viên thì phải. Ok hỏng ơi, Kevin truyền cho Erling Haaland kìa. Gì đấy? Erling Haaland. Rồi xong rồi, vấn đề giải quyết rồi. Vấn đề nope. Ây à, đen thế nhở, quả đấy không chạm bóng được kìa. Kevin De Bruyne vẫn bắt được về Ederson đường. Phi Foden. Touré. Rara Touré. Touré. Bắn phá rất nhiều nhưng chúng ta vẫn chưa có kết quả. Ủa, quả SD mê nhờ. Sợ của nó đấy. The Bride Erling Haaland.
Và đây là Erling Haaland. Erling Haaland. Erling Haaland. Đó đi. Cái gì đây? Cái cột kìa. Đau đớn chưa? Rara Touré. Và đây là Kevin. Nope. Sao vẫn chưa vào nhờ? Kevin. 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 Đối thủ đã ghi gôn và điều đó là mấu chốt cho pha bóng này. Gvario. La pass. Trời ơi, nó ghi gôn kìa mà không nhận ra điều đó luôn đấy. Erling Haaland. Kevin De Bruyne. Nó giống như những gì mà Man City trải qua trong trận thi đấu hôm qua với Tottenham vậy. Phải là pass. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Ok à? Nope. Quả gót kìa. Ok à? Sai lầm. Sai lầm chết người của đội bạn. Sai lầm chết người của đội bạn. Và cái giá phải trả cùng Trần Dư là quá đắt. Hay quá nhờ. Phil Foden. Rồi chuyền cho Erling Haaland là chết chứ gì nữa. Bước lửa này. Dễ quá nhờ. Phải là Park nhắm mắt thúc đũ vào pha bóng này. Yes. La pass. La pass. Ủa. Mãi là thúc cho thủ môn. Giật bắn người luôn mà. Alvarez. Tốc độ của Alvarez. Nhanh chưa? Nhanh chưa? Rồi chuyền xuống đây, Walker. Chuyền lại cho Erling Haaland. Erling Haaland. Đỡ hộ. Xịt kìa. Hay quá nhỉ Alvarez kìa. Chạy mê nhờ. Chích quả bóng cho nó êm nào. Chích quả bóng cho êm nào. Cái gì đây? Quả đó xịt luôn á. Làm đội hình này đóng xa sướng ấy ạ. Đóng xa sướng á. Rồi ok. Ok. Gì đấy? Lại vướng người kìa. Vị ấy sao ấy nhỉ? Không vị cũng mất. Ây à. Nguy hiểm quá. Không được. Thủ môn tôi rất tỉnh nha. Phi Foden. Hay quá nhỉ? Foden nó chạy sướng thật đấy. Phải FD vào luôn này. Được được được. Sở trường của Haaland là những pha bóng như thế này. Và hôm qua thì anh cũng có những pha đệm bóng êm kiểu như vậy. Hay quá nhờ Erling Haaland. 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 Vút. Mề nhờ quả FD này. Thì mờ em ơi. Sợ thật. Rara Touré. Vút vào đầu nó. Sợ nhờ. Như búa mổ là như vậy đấy anh em ạ. Năm nho. Hay rồi. Cho bản đồ bản danh dự vậy nhá. Một bản danh dự. Có làm được không ấy chứ. Có làm được không ấy chứ. Rồi đã thôi anh em ơi. Chúng ta sẽ đến với những sự trận. Thằng này bướng này. Bướng này bắt đầu trả giá này. Cái giá phải trả. Cái giá phải trả. Cái giá phải trả này. Nó đắt đấy. Vario kìa, chờ đấy Vario ơi. Sao? Mẹ thằng Figo xử lý quả hay vậy nhờ. Không ngờ luôn đấy. Được, 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 hảo hán. Được, hảo hán. Phải là pass. Phải là pass. Mày để nó cứa những quả vớ vẩn thế này vào được à? Chịu thật đấy. De Bruyne. Alvarez. Ban đầu nhẹ nhờ. Ban đầu rất nhẹ nhàng tình cảm. Và đó là Erling Haaland. Công lớn thuộc về Alvarez với pha quét cánh cực hay. Rồi hay lắm. Alvarez.
Alvarez. Lapas, trời ơi. Erling Haaland. Erling Haaland. Erling Haaland. Kevin. Kevin. Nó phải như thế. Một pha cứa quá tuyệt vời của nhạc trưởng Kevin De Bruyne. Erling Haaland. Erling Haaland. Đi quả ngu vậy Haaland ơi. Rara Touré. Nói gì đi. 2-0 và bây giờ chúng ta lội ngược dòng thành 3-2. Sức mạnh của Man City được thể hiện. Vẫn vào kìa. Mbappé à. Hay quá nhờ, phải là pass đây rồi. Cơ hội để cân bằng tỷ số đã đến. La Paz. Chà bố mày, tạt quả bóng kìa. Đi Foden ơi. Foden. Ây à. Rùa điên luôn mà. Rồi Alvarez. Ok. Rồi vẫn là pha bóng giống hệt như trận đấu trước. Alvarez quét cánh và Erling Haaland là người rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Rồi, Phil Foden. Erling Haaland. Erling Haaland, mày đỡ đi. Mày câu giờ nữa đi. Được chưa? Rồi, Erling Haaland. La Paz. Mày đỡ đi. Một pha dứt tên tuyệt vọng của Phai La Paz. Hay quá nhờ, Gvardio. Mày đỡ. Trời ơi, Alvarez ơi. Rara Touré. Touré. Erling Haaland, mở